Ăn đi cho đỡ đói. Anh mang cả bánh theo luôn á? Ừ, quanh đây làm gì quản sáo ở đâu. Tại sao anh biết quanh đây không có quán xá nào? Vậy chứng tỏ anh hoàn toàn biết khu này và chúng mình không hề bị lạc, đúng không? Rồi thì đúng là tôi cố tình bị lạc đấy. Anh, vì tôi muốn tìm được lối vào tim của em, nhưng mà tìm mãi hình như tôi lạc đường mất rồi. Trích muôn nẻo đường yêu, tiểu tuyết ngôn tình của Long Đần. Chỉ cần quan trọng là động tác và gần hơn lại là luyên thuyên mấy câu ra xong. Đoạn này của em đơn giản hơn đoạn của anh em ơi. 3, 2, 1 bắt đầu. Mưa sấm chớp nổi lên đùng đoàn. Anh mang quýt theo à? Xung quanh đây làm gì có quán nào đâu. Sao anh biết xung quanh đây không có quán nào? Anh nói dối tôi đúng không? Quay đây. Anh nói dối tôi đúng không? Đúng. Là anh nói dối em đấy. Anh đang tìm đường vào trái tim em, nhưng hình như là anh lạc mất rồi. Âm nhạc. Tèo. Đấy là những câu thoại rất hay trong cái tiểu thuyết Đường vào tim em, của tiểu thuyết ngôn tình của Long Đần mà anh rất là thích. Có lẽ là em cũng đã được đọc rồi đúng không? Hay lắm rồi em ơi. Cảm ơn bên nhà. Thật sự là hôm nay hơi sốc. Quá ổn. Hết cả mồ hôi rồi, trời ơi. Bây giờ thì rất là cần ban cố vấn đánh giá xem thế nào, đặc biệt là Thanh Sơn đánh giá anh Hà Việt Dũng vừa rồi thế nào, cái nụ cười nó có xứng đáng không? Nó quá thú vị luôn, nó quá ấn tượng luôn. Kết hợp thêm với cả hệ thống âm thanh và ánh sáng của bọn em vừa rồi thì thôi, perfect. Và số điểm của chúng ta là 5 điểm. Hai bạn chưa mở đi ăn. Điều em mong chờ nhất là đôi thứ ba này chị này.